Rồi tiếp tục nay chia sẻ cho các bạn nha, mọi người cùng xem ha. Đây là một chiếc dây cầu chiếc nha các bạn ơi, của Kiên Giang ha. Wow, đóng con số cũng đẹp nha các bạn, KG91188TS ha. Cầu chiếc mẫu này nhỏ ha các bạn, đang vào cảng ha. Này đang tới cái ngã ba luôn. Cabin 2 tầng ha các bạn. Tàu này chủ cơ sở là tại Lộc ha. Tàu này được sơn màu bạc ha. Đây cũng có chiếc này sửa rồi nè các bạn. Hôm bữa nó bị nứt đôi răng cái phản này ha, nứt ra luôn. Thì dấu sửa nó còn lùa u qua nè các bạn. Chắc là chiếc này tôi sửa để lẫn qua Tết hay đi đó các bạn. Rồi tầm cỡ khoảng mùng 6 mùng 4 Tết ha. Đến mùng 9 Tết là ghe cạo ở Kiên Giang đi dữ lắm nha các bạn. Bên đây có hai chiếc xà lan đang vượt lên dữ lắm luôn này. Wow, xà lan chạy trước này nhỏ chứ chạy dữ lắm nha. Ôi, chặt cái cua nó ôm kìa. Ôi ôi, chạy gì kỳ vậy ta, nó lỡ người ta đâm ra sao trời, lấy hết trơn đường bển luôn. Đúng ra phải chạy như chiếc lớn này này gì nữa các bạn, cũng phải chừa một cái bên tay thửng cho người ta đúng không. Cái này chảy quá, ôm sát luôn, cái này bên kia ta đâm ra rồi sao. Ồ, chạy ghê chứ. Cái này khoảng cỡ 200 mấy 300 tấn đổ lỡ nha các bạn. Nhỏ. Chiếc này nè, chiếc này mới cái này khoảng cỡ 800-900 ạ, không tới ngàn ha. Cà Mau của Hòa 24242 ha. Đây hết. Cà pin cũng 2 tầng. Lái còn nổi cao rồi. Rồi nó thầm nó chở cái mắt bánh lái luôn. Tàu nó chạy tới bên đó rồi nó thả xong rồi ta. Wow, cầu đôi các bạn ơi, của Tài Lộc ha. Này chiếc cái luôn hả, này lớn nha. Rồi chiếc này dài là 26m đổ lỗi ha, 27-26m đổ lỗi các bạn. Cái này mũi cao dữ ta. Rồi cabin 2 tầng có lồng cu ha, sừng xám, đổ 4 chân nè. Rồi sàn phô hả, sàn phô thì có 2 chân dữ ta. Cái khớp phòng lớn. Rồi đi nhiều xíu thôi các bạn.
mấy chiếc xà lan. Nguyên một đoàn xà lan luôn các bạn. Tàu né. Cái ảnh qua bên đây nè các bạn ơi. Quá trời ghê luôn, không nổi rồi. Có một người lái đò các bạn, treo đò kìa. Cái đò mà lái so với cái chiếc tàu biển hết rồi các bạn ơi, nó bự nhỏ kìa.